Hello, xin chào mọi người. Chào mừng anh em quay trở lại với Đông Series ha. Ở trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách chúng ta đi làm testnet một dự án có tên là Scroll. Thì cái dự án này nó làm về công nghệ ZK Rollup ha. Nó sẽ xây dựng layer 2 ở trên Ethereum theo công nghệ này. Thì với công nghệ ZK Rollup này, bạn nào đã follow trên kênh của mình hoặc là ở trên Telegram thì các bạn thấy là mình đã post về cái công nghệ này nó rất là lâu, là tầm tháng 3 năm ngoái rồi ha. Thì các bạn biết là cái mạng Ethereum thì nó có hai công nghệ nổi bật, đó là ZK Rollup và Optimistic Rollup. Thì bên Optimistic Rollup chúng ta có cái mạng Optimism với lại Arbitrum thì là quá nổi tiếng rồi ha. Còn bên phía ZK Rollup thì hiện tại nó đang hơi bị lép vế hơn, khi mà những dự án đứng đầu bên đây như là ZK Sync hay là Stacknet thì nó vẫn chưa ra mắt token. Thì ở trên kênh của mình, bạn nào muốn quan tâm về công nghệ này, các bạn có thể search cái chữ là ZK nè. Thì nó sẽ ra một vài video mà mình đã hướng dẫn anh em làm, ví dụ như là làm tạo ví ZK Sync, rồi làm testnet ZK Sync. Ở trên kênh Telegram của mình thì mình cũng có vài video ha, vài bài viết về ZK Sync, thì anh em có thể lên đây anh em search và chúng ta tìm hiểu. Hoặc là Stacknet thì nó cũng ra thì phải. Đây, Stacknet cũng có, anh em nhớ search hai keyword này ở trên kênh YouTube cũng như là ở trên kênh Telegram ha, về hai công nghệ này, để mà bạn nào muốn làm testnet thì các bạn có thể làm. Rồi, ok, thì bây giờ quay trở lại với lại Scroll thì nó cũng là một cái dự án và đang ở trong giai đoạn testnet ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách để làm. Thì cách làm testnet nó cũng khá là đơn giản thôi. Đầu tiên á là anh em sẽ vào cái trang có tên là scroll.io/prealpha, thì cái link mình sẽ để bên dưới phần mô tả video, tất cả những cái link ở trong video này ha. Sau đó thì các bạn mở ví MetaMask các bạn lên ha. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ kết nối nè. Đó, chúng ta kết nối ví MetaMask. Việc của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ thêm cái mạng layer 1 cũng như là layer 2 của Scroll vào trong ví. Thì cách thêm đó là các bạn sẽ chọn cái nút là Add to MetaMask. Ha, chúng ta thêm cái mạng layer 1 testnet vào. Rồi, ok. Tiếp theo là các bạn add thêm cái token của mạng layer 1 này vào. Rồi, tương tự như vậy, bạn sẽ thêm cái mạng layer 2 của Scroll vào đây. Rồi. Rồi, tiếp theo thì tương tự chúng ta sẽ add hai cái token của mạng layer 2 vô luôn. Add token. Rồi. Ok, bước thứ hai là bạn sẽ tiếp tục vào cái faucet, tức là cái vòi để mà chúng ta lấy token ha. Thì cái vòi nó là ở đây nè, các bạn nhấp vào đây. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ chuyển cái mạng của chúng ta thành layer 1. Chúng ta sẽ lấy vòi ở trên mạng layer 1 ha. Đây, Scroll layer 1. Rồi, chúng ta nhấp chọn là request testnet Scroll token. Rồi, mình tích chọn cái captcha. À, con gấu ở trong vườn ha, panda. Rồi, verify. Ok, thì nó success, tức là thành công. Bây giờ mình mở lên xem là nó đã có token chưa. Bây giờ mình đợi một xíu ha. Rồi, mở lên thì anh em thấy là lúc này có token rồi nè. Đó, ok. Thì bước tiếp theo nữa, đó là chúng ta sẽ qua cái phần là bridge để mà chúng ta chuyển token ở bên mạng layer 1 sang layer 2 ha. Thì đầu tiên các bạn cần phải chuyển Ethereum qua trước. Thì ở đây mình sẽ demo, ví dụ như là mình chuyển 0.2 đi. Rồi, ok, mình sẽ send. Cái này anh em chuyển bao nhiêu cũng được ha. Thì tốt nhất anh em chuyển tầm là dưới 1 để mình chừa một ít token lại ở bên layer 1 làm phí gas nữa. Chuyển tầm 0.5, 0.7 gì đó, tùy mọi người. Rồi, hệ thống nó đang chuyển ha. Khi nào nó để success tức là xong. Cái này thì các bạn chịu khó đợi một xíu ha, tùy cái thời điểm mạng của nó thì có thể là nó nhanh hoặc là nó chậm gì đó, thì chúng ta cứ đợi một xíu. Rồi, thì sau khi mà chờ đợi xong thì các bạn mở ở bên cái mạng L2 ha, thì các bạn sẽ thấy là có cái token ETH bên đây. Thì các bạn lưu ý như mình nói ha, tùy theo cái thời gian của cái mạng testnet này thì có thể nó qua nhanh hoặc là nó qua chậm. Thì mình đợi trong vòng vài tiếng, mình thấy lần thứ nhất nó vẫn chưa qua thì mình mới để sang ngày hôm sau mình bridge thêm 0.12 ETH nữa, thì lần này thì nó đã qua rồi ha. Cho nên anh em cứ làm một ít, thì khi nào nó qua được thì chúng ta sẽ có cái phần ETH này để mà chúng ta làm tiếp theo ha. Rồi, anh em nhớ là ngoài cái ETH này thì các bạn cũng có thể là chúng ta chuyển thêm cái token là TUSDC ha, TUSDC ở bên cái mạng layer 1.
Đây, thì hồi nãy các bạn nhớ là cái lúc mà mình hướng dẫn lấy token á, thì nó cũng cho thêm 100 TS USDC, thì các bạn có thể chuyển thêm qua bên layer 2 để mà chúng ta bắt đầu test ha. Rồi, thì sau khi mà đã có ETH ở bên mạng layer 2 rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cái bước là swap. Thì swap này các bạn có thể swap trực tiếp ở trên cái trang này luôn bằng cách là chúng ta chọn cái nút swap nè. Rồi sau đó thì các bạn chọn cái token, ví dụ như là mình chọn TUSDC đi. Rồi mình swap sang ETH đi. Rồi thì ví dụ như là mình chọn 5. Rồi thì đầu tiên mình sẽ chọn approve trước nè. Thì các bạn thao tác chúng ta swap tương tự như là chúng ta mua bán ở trên những cái sàn DEX ở những cái mạng khác thôi ha. Giao diện của nó thì tương tự như là trên Uniswap. Rồi sau khi approve rồi mình sẽ chọn swap ha. Rồi confirm. Rồi confirm. Anh em nhớ là cái mạng layer 2 này thì chúng ta cũng phải cần ETH làm phí gas, cho nên các bạn làm gì thì làm cũng phải chừa lại cái phần TS ETH để mà chúng ta dùng làm phí gas ha. Rồi coi như là xem như là xong rồi đó. Mình có thể check ở trên cái Block Explorer. Đây success rồi ha. Rồi thì đó là cái nơi mà các bạn có thể swap qua swap lại đều được. Tiếp theo thì các bạn có thể vào một cái trang riêng, thì cái trang này là cũng do team của Scroll họ tạo ra ha. Nó là cái mô phỏng của Uniswap V3, thì các bạn cũng có thể vô đây các bạn kết nối ví nè. Rồi kết nối MetaMask, kết nối cũng để mạng layer 2 luôn, thì chúng ta có thể swap ha. Ví dụ như ở đây mình sẽ swap từ ở bên ETH sang WETH. Rồi ví dụ như mình chọn là 0.05 đi. Rồi thì mình grab ha để chuyển từ ETH sang WETH. Rồi confirm. Ở bên cái trang này thì hình như nó chỉ cho có chuyển từ ETH sang WETH thôi, còn muốn mà swap sang những cái token khác như là TUSDC này kia thì các bạn phải xài trang này. Rồi ok, thì các bạn thấy là mình đã có 0.05 WETH rồi ha. Thì đó là cái cách mà các bạn sẽ làm testnet ở trên mạng Scroll này. Thì mình khuyên các bạn là các bạn nên follow ở trên Twitter cũng như là vào trong Discord của dự án này ha. Link thì các bạn sẽ thấy ở bên dưới cái trang này nè. Đó, thì các bạn vào trong hai cái nơi này để các bạn thường xuyên cập nhật thông tin về cái mạng Scroll này. Thì nếu mà nó có ra những cái chương trình mới thì chúng ta cũng có thể dành thời gian chúng ta tham gia, thì biết đâu sau này nó ra token thì nó có thể airdrop cho những người tham gia ha. Thì cái này là không có đảm bảo ha, chúng ta có thời gian thì chúng ta làm. Rồi ok, thì như vậy mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha. Chào tạm biệt anh em.